Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 11. Cây cân giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, nhưng trái cân đúng được đẹp lòng Ngài. Khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến nữa, nhưng sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhường. Sự thanh liêm của người ngay thẳng dẫn dắt họ, còn sự gian tà của kẻ bất trung sẽ hủy diệt chúng nó. Trong ngày thịnh nộ, tài sản chẳng ích chi cả, duy công bình giải cứu khỏi sự chết. Sự công bình của người trọn vẹn ban bằng đường lối người, nhưng kẻ hung ác vì gian ác mình mà sa ngã. Sự công bình của người ngay thẳng sẽ giải cứu họ, song kẻ bất trung bị mắc trong sự gian ác của mình. Khi kẻ ác chết, sự trông mong nó mất, và sự trông đợi của kẻ cường bạo bị diệt. Người công bình được cứu khỏi hoạn nạn, rồi kẻ hung ác sa vào đó thế cho người. Kẻ ác lấy lời nói mà làm tàn hại người lân cận mình, còn các người công bình nhờ tri thức mà được cứu khỏi. Cả thành đều vui vẻ về sự may mắn của người công bình, nhưng khi kẻ ác bị hư mất, bèn có tiếng reo mừng. Nhờ người ngay thẳng chúc phước cho, thành được cao trọng, song tại miệng kẻ tà ác, nó bị đánh đổ. Kẻ nào khinh dễ người lân cận mình, thiếu trí hiểu, nhưng người khôn sáng làm thinh. Kẻ đi theo lẽo, tỏ ra điều kín đáo, còn ai có lòng trung tín, giữ kín công việc. Dân sự sa ngã, tại không chính trị, song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn. Người nào bảo lãnh cho người ngoại ắt bị hại, nhưng ai ghét cuộc bảo lãnh bèn được bình an vô sự. Người đàn bà có duyên được sự tôn trọng, còn người đàn ông hung bạo được tài sản. Người nhân từ làm lành cho linh hồn mình, còn kẻ hung bạo xui khổ cực cho thịt mình. Kẻ giữ ăn được công giá hư giả, song ai gieo điều công bình hưởng phần thưởng chắc chắn. Người nào vững lòng ở công bình được đến sự sống, còn kẻ săn theo ác gây sự chết cho mình. Kẻ có lòng gian tà lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, nhưng ai có tánh hạnh trọn vẹn được đẹp lòng Ngài. Quả thật kẻ gian ác chẳng hề khỏi bị hình phạt, song dòng dõi người công bình sẽ được cứu khỏi. Một người đàn bà đẹp đẽ mà thiếu dẻ dặt, khác nào một vòng vàng đeo nơi mũi heo. Sự ao ước của người công bình chỉ là điều thiện, còn điều kẻ ác trông đợi ấy là cơn thịnh nộ. Có người rải của mình ra lại càng thêm nhiều lên, cũng có người chắc lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn. Lòng rộng rãi sẽ được no nê, còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội. Kẻ nào cầm giữ lúa thóc bị dân sự rủa xả, song sự chúc phước sẽ dán trên đầu người bán nó ra. Ai tìm cầu sự thiện, tìm kiếm ân điển, nhưng ai tìm cầu điều ác, tất ác sẽ xảy đến cho nó. Kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị siêu ngã, còn người công bình được xanh tươi như lá cây. Ai khuấy rối nhà mình sẽ được gió làm cơ nghiệp, còn kẻ điên cuồng trở nên tôi tớ cho người có lòng khôn ngoan. Kết quả của người công bình giống như cây sự sống, người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta. Kìa, người công bình được báo đáp nơi thế thượng, phương chi kẻ hung ác và kẻ có tội. Chương 8. Khi chiên con mở ấn thứ bảy, trên trời yên lặng chừng nửa giờ. Tôi thấy bảy vị thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời
và có người trao cho 7 ống loa. Đoạn, một vị thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ. Người cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ lấy lư hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào rồi quăng xuống đất, liền có sấm sét, các tiếng chớp nhoáng và đất động. 7 vị thiên sứ cầm 7 ống loa bèn sửa soạn thổi. Vị thứ nhất thổi loa thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất. 1/3 đất bị cháy, 1/3 loài cây bị cháy và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. Vị thiên sứ thứ nhì thổi loa bèn có một khối tựa như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển. 1/3 biển biến ra huyết, 1/3 sinh vật trong biển chết hết và 1/3 tàu bè cũng bị hủy hết. Vị thiên sứ thứ ba thổi loa thì một ngôi sao lớn ở trên trời rơi xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc. Ngôi sao ấy rơi vào 1/3 các sông lớn và các suối nước. Tên ngôi sao đó là Ngải Cứu. 1/3 nước biến ra như mùi ngải cứu và làm chết mất nhiều người ta vì đã biến thành ra đắng. Vị thiên sứ thứ tư thổi loa thì 1/3 mặt trời bị hại, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao cũng vậy. Hầu cho 1/3 các vì sáng ấy đều bị tối tăm và hầu cho ban ngày mất 1/3 sáng và ban đêm cũng vậy. Bây giờ tôi nhìn xem, nghe chim phụng hoàng bay giữa trời kêu tiếng lớn rằng: khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự trên đất vì cớ tiếng loa mà 3 vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa. Chương 9. Vị thiên sứ thứ 5 thổi loa thì tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất và được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Ngôi sao ấy mở vực sâu không đáy ra, có một luồng khói dưới vực bay lên như khói của lò lửa lớn. Mặt trời và không khí đều bị tối tăm bởi luồng khói của vực. Từ luồng khói ấy, có những châu chấu bay ra rải trên mặt đất và có kẻ ban cho chúng nó quyền giống như bọ cạp ở đất vậy. Có lời truyền cho chúng nó chớ làm hại loài cỏ ở đất, thứ xanh và cây cối nào, nhưng chỉ làm hại những người không có ấn Đức Chúa Trời ở trên trán. Lại cho chúng nó phép, không phải là giết, nhưng là làm khổ những người đó trong 5 tháng. Và sự làm khổ ấy giống như sự làm khổ khi bọ cạp cắn người ta. Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm sự chết mà không tìm được. Họ sẽ ước ao chết đi mà sự chết tránh xa. Những châu chấu đó giống như những ngựa sắm sẵn để đem ra chiến trận. Trên đầu nó có như mão triều thiên tợ hộ bằng vàng và mặt nó như mặt người ta. Nó có tóc giống tóc đàn bà và răng nó như răng sư tử. Nó có giáp như giáp bằng sắt và tiếng cánh nó như tiếng của nhiều xe có nhiều ngựa kéo chạy ra nơi chiến trường. Đuôi nó có nọc như bọ cạp. Ấy bởi trong những đuôi đó mà chúng nó có quyền hại người ta trong 5 tháng. Nó có vua đứng đầu là sứ giả của vực sâu. Tiếng Hebrew gọi là Abaddon, tiếng Greek là Abolion. Nạn thứ nhất đã qua, nay còn 2 nạn nữa đến sau nó. Vị thiên sứ thứ 6 thổi loa thì tôi nghe có tiếng ra từ 4 góc bàn thờ bằng vàng đặt trước mặt Đức Chúa Trời. Tiếng ấy nói cùng vị thiên sứ thứ 6 đương cầm loa rằng: hãy cõi cho 4 vị thiên sứ bị trói trên bờ sông cái Euphrates. 4 vị thiên sứ bèn được cõi trói, đã trực sẵn đến giờ, ngày, tháng và năm ấy, hầu cho tiêu diệt 1/3 loài người. Số binh kỵ mã của đạo quân là 200 triệu, số đó tôi đã nghe. Kìa, trong sự hiện thấy, tôi thấy những ngựa và kẻ cưỡi ra làm sao. Những kẻ ấy đều mặc giáp màu lửa, màu tía, màu lưu hoàng. Đầu ngựa giống như đầu sư tử, và miệng nó có phun lửa, khói và diêm xanh. 1/3 loài người bị giết vì 3 tai nạn đó là lửa, khói và diêm xanh ra từ miệng ngựa. Vì quyền phép của những ngựa ấy ở nơi miệng và đuôi nó. Những đuôi ấy giống như con rắn và có đầu, nhờ đó nó làm hại người. Còn những người sót lại chưa bị các tai nạn đó giết đi, vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm,
cứ thờ lại ma quỷ cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá và gỗ là những tượng không thấy, không nghe, không đi được. Chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa. Sách Gióp chương 1. Tại trong xứ Uxơ có một người tên là Gióp. Người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Người sinh được 7 con trai và 3 con gái, có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và tôi tớ rất nhiều. Người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người và sai mời ba chị em gái mình ăn uống chung với mình. Sải khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó, vì người nói rằng: dễ thường các con ta có phạm tội và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng? Gióp hằng làm như vậy. Vả một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng. Đức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng? Nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: này, các vật người có đều phó trong tay ngươi, nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Sải một ngày kia, khi các con trai và con gái người đang ăn và uống rượu trong nhà anh cả chúng nó, một sứ giả đến báo tin cho Gióp rằng: bò đang cày, lừa đang ăn gần bên cạnh, thì dân Sê-ba xông vào chúng nó, đoạt cướp đi và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ. Chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Người này còn đang nói thì một người khác đến báo rằng: lửa của Đức Chúa Trời từ trên trời giáng xuống thiêu đốt các con chiên và tôi tớ, làm cho tiêu hủy chúng nó đi. Chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Người này còn đang nói thì một kẻ khác chạy đến báo rằng: dân canh đê phân làm ba đạo, xông vào lạc đà, cướp đoạt đi và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ. Chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Người này còn đang nói thì một kẻ khác chạy đến báo rằng: các con trai và con gái ông đang ăn uống tại nơi nhà anh cả của họ. Kìa, một ngọn gió lớn từ phía bên kia sa mạc thổi đến, làm cho bốn góc nhà rung rinh, nhà sập xuống, đè chết các người trẻ tuổi. Chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Gióp bèn trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu, đoạn sấp mình xuống đất mà thờ lại và nói rằng: tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Chương 2. Xảy ra một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va. Sa-tan cũng có đến trong vòng chúng đặng ra mắt Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn phán hỏi Sa-tan rằng: ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng:
tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. Đức Giê-hô-va lại phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng? Trên đất chẳng có ai giống như người, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Lại người bền đổ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu ngươi có dục ta phá hủy người vô cớ. Sa-tan thưa lại với Đức Giê-hô-va rằng: Lấy gia đền gia, phàm vật chi một người có tất sẽ trao thế cho mạng sống mình. Nhưng bây giờ xin Chúa hãy giơ tay ra đụng đến hại xương thịt người, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Kìa, người ở trong tay ngươi, nhưng chỉ hãy giữ mạng sống người. Sa-tan bèn lui ra khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, hành hại Gióp một bệnh ung độc từ bàn chân cho đến chót đầu. Gióp lấy một miếng sành đặng gãi mình và ngồi trong đống tro. Vợ người nói với người rằng: Ủa, ông hãy còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Người đáp lại rằng: Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao, sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Vả, khi ba bạn hữu của Gióp là Elipha người Thê-man, Bin-đát người Su-a và Sô-pha người Na-a-ma hay được các tai nạn đã xảy đến cho người, mỗi người bèn hẹn nhau từ xứ mình đi đến đặng chia buồn và an ủi người. Ba bạn hữu ở xa ngước mắt lên thì chẳng nhận biết người, bèn cất tiếng lên khóc. Mỗi người xé áo mình, hất bụi lên trời mà vải trên đầu mình. Đoạn, ba bạn ngồi xuống đất với người trong 7 ngày 7 đêm, chẳng ai nói một lời với người, vì thấy sự đau đớn người lớn lắm. Chương 3. Sau việc ấy, Gióp mở miệng rủa ngày sanh mình. Gióp bèn cất tiếng nói rằng: Ngày ta đã sinh ra khá hư mất đi, còn đêm đã nói rằng có được thai dựng một con trai, hãy tiêu diệt đi. Nguyện ngày ấy bị ra tăm tối, nguyện Đức Chúa Trời từ trên cao chớ thèm kể đến và ánh sáng đừng chiếu trên nó. Chớ gì tối tăm và bóng sự chết nhìn nhận nó, án mây kéo phủ trên nó và nhật thực làm cho nó kinh khiếp. Nguyện sự tối tăm mịt mịt hãm lấy đêm ấy, chớ cho nó đồng lạc với các ngày của năm, đừng kể nó vào số của các tháng. Phải, nguyện cho đêm ấy bị son sẻ, tiếng vui cười chớ vang ra trong khoảng nó. Ai hay rủa xả ngày và có tài chọc Leviathan dậy, hãy rủa xả nó. Nguyện sao chạng vạng đêm ấy phải tối tăm, nó mong ánh sáng mà ánh sáng lại chẳng có, chớ cho nó thấy rạng đông mở ra, bởi vì đêm ấy không bế cửa lòng hoài thai ta, chẳng có giấu sự đau đớn khỏi mắt ta. Nhân sao tôi chẳng chết từ trong tử cung, nhân sao không tắt hơi khi lọt lòng mẹ, cớ sao hai đầu gối đỡ lấy tôi và vú để cho tôi bú? Bằng chẳng vậy, bây giờ ác tôi đã nằm an tịnh được ngủ và nghỉ ngơi, cùng các vua và mưu sĩ của thế gian đã cất mình những lăng tẩm, hoặc với các quan trưởng có vàng và chất bạc đầy cung điện mình. Hoặc tôi chẳng hề có như một thai sảo biệt tâm, giống các con trẻ không thấy ánh sáng. Ở đó kẻ hung ác thôi rài rạc và các người mõn sức được an nghỉ. Ở đó những kẻ bị tù đồng nhau được bình tĩnh, không còn nghe tiếng của kẻ hà hiếp nữa. Tại nơi ấy, nhỏ và lớn đều ở cùng nhau, và kẻ tôi mọi được phóng khỏi ách chủ mình. Cớ sao ban ánh sáng cho kẻ hoạn nạn và sinh mạng cho kẻ có lòng đầy đắng cay? Người như thế mong chết mà lại không được chết, cầu thác hơn là tìm kiếm bữa vật giấu kín. Khi người ấy tìm được mồ mả,
thì vui vẻ và nức lòng mừng rỡ thay. Người nào không biết đường mình phải theo và bị Đức Chúa Trời vây bọc bốn bên, sao lại được sự sống? Vì trước khi ăn, tôi đã than xiết, tiếng kêu vang tôi tuôn tôi như nước, vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi. Điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Tôi chẳng được an lạc, chẳng được bình tĩnh, chẳng được an nghỉ. Song nỗi rối loạn đã áp đến. Chương 4. Bây giờ Elipha người Thê-man đáp lời mà rằng: nếu người ta thử nói với ông sẽ mất lòng chăng? Nhưng ai cầm giữ mình không nói sao được? Kìa, ông đã dạy dỗ nhiều người và làm cho tay yếu đuối ra mạnh mẽ. Các lời nói ông đã đỡ kẻ siêu to lên, và đầu gối lung lay ông đã làm cho vững bền. Nhưng bây giờ tai nạn xảy đến ông lại giận. Nó lâm vào ông thì ông bị rối lòng. Ông kính sợ Đức Chúa Trời, ấy há chẳng phải nơi nương nhờ của ông? Tánh hạnh hoàn toàn của ông há chẳng phải sự trông cậy của ông sao? Ông hãy suy xét lại, nào bao giờ có kẻ vô tội bị hư mất? Đâu có người ngay thẳng lại bị trừ diệt. Theo điều tôi đã thấy, ai cày sự gian ác và gieo điều khuấy rối thì lại gặt lấy nó. Bởi hơi thở Đức Chúa Trời chúng bèn hư mất, tại hơi xịt giận Ngài họ bị tiêu hao đi. Tiếng gầm của sư tử và giọng sư tử hét đã êm lặng, và nanh của các sư tử con bị gãy. Sư tử mạnh bạo chết vì thiếu mồi, và các sư tử con bị tản lạc. Có một lời mật thấu đến tôi, lỗ tai tôi văng vẳng nghe tiếng ấy. Ban đêm, đang khi loài người ngủ mê, lòng tôi suy tưởng bèn thấy dị tượng. Sự kinh khủng sợ hãi xông hãm tôi, khiến xương cốt tôi run rẩy. Có một thần đi ngang qua trước mặt tôi, các lông tóc của thịt tôi bèn sững lên. Thần đứng đó, tôi nhìn không biết mặt người. Có một hình dạng ở trước mặt tôi, tôi nghe tiếng thầm thì nho nhỏ mà rằng: loài người hay chết, há công bình hơn Đức Chúa Trời ư? Loài người há được trong sạch hơn đấng tạo hóa mình sao? Kìa, Đức Chúa Trời không tin cậy các tôi tớ Ngài. Ngài thường trách sự điên dại của thiên sứ Ngài. Phương chi những kẻ ở chòi đất sét được cất trên nền bụi cát, bị chà nát như loài sâu mọt. Giữa khoảng sáng đến chiều chúng bị hư nát, hằng chết luôn luôn mà chẳng có ai lưu ý đến. Dây chằng của chúng há chẳng bị dứt trong mình họ sao? Chúng thác nào được khôn ngoan chi? Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.